Hi, xin chào các bạn. Ngày hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau đóng một ít sách để đem đi cho thư viện ở ngoài Thanh Hóa, và tụi mình sẽ cùng nhau đóng đồ để dịch trở lại thì dịch đi rồi thì mình sẽ đi lên chỗ làm lại, tức là mình sẽ đóng những cái đồ nào mà mình ít mặc tới, để tới cái lúc mà mình đi thì mình chỉ bỏ cái đồ mà mình hay mặc tới, mình bỏ vào trong thùng thôi. Ok, mời các bạn cùng đi với mình nha. Let's get started. Ok, nào mình cũng bắt đầu thôi. Yes. Ok, hello các bạn. Bên cạnh mình là những quyển sách mà mình đã lọc ra được này. Ở đây có tổng cộng là 9 tổng cộng là 4 quyển. Trước khi mà bỏ nó vào thùng thì mình sẽ cho các bạn có qua những quyển mà mình đã mua, nhưng mình đọc mình không hiểu. Thứ nhất, rồi, quyển này là học tiếng Anh hiệu quả 42 câu, quyển này là từ hồi lớp 12. Nhưng mà hồi đấy làm gì có mạng giống như bây giờ, thì mình thường là mấy cái mà mình đọc đó, thì người ta chỉ là tóm gọn thôi, nhưng mà mình đọc mình cần phải giao tiếp nữa. Thì đọc không thể làm đủ được, vừa đọc vừa phải ở trong môi trường có người nước ngoài thì nó mới hiệu quả được, nên là mình sẽ gửi tặng. Bây giờ thì mình chỉ cần nghe xong mình lên mạng mình coi xong mình ghi ra mỗi ngày như vậy. Đúng ha, về này rất là hữu ích, nhưng mà bây giờ mình đã tự quản lý thời gian của mình được rồi, nên là mình sẽ không cần đi nói nữa. Quyển này nói về việc nhà thì mình cũng đã tự sắp xếp được công việc nhà của mình rồi, mình cũng không cần nó hỗ trợ mình nữa. Quyển này hai tác phẩm của Nick Vujicic thì cũng đã tìm được lý tưởng của đời mình rồi, đã hiểu được hai cái tựa này nó là như thế nào rồi, mình sẽ gửi tặng đến những bạn khác chưa tìm được lý tưởng của đời mình. Đây, tự làm mỹ phẩm của chị Anh Thư thì mình không có thời gian để mà tự làm mỹ phẩm, mà mình đọc để mình hiểu được vào trong một cái mỹ phẩm nó có những cái gì không. Bây giờ chỉ có đi mua mỹ phẩm thôi chứ thời gian không phải làm nữa. Quyển này tức là Brian Tracy muốn đề cập đến việc là bạn phải ăn một con ốc to, tức là bạn phải làm cái công việc nào nó khó nhất rồi mới tới những công việc dễ nhất. Thì công việc khó nhất là công việc mà nó làm cho mình tốn nhiều thời gian nhất. Thì mình đã hiểu và nắm được cái ý của cái này rồi, và mình đã vượt qua cái điều này rồi, nên là mình cũng muốn gửi tặng. Tiếp theo cũng là của Brian Tracy, chuyến bay cuộc đời. Những cái này thì nó nói về trong kinh doanh, mình cũng thấy nó nè nè giống như cuộc công nghệ kinh doanh ấy, nên là mình cũng lên cuộc công nghệ kinh doanh mình đọc, thì mình thấy là bây giờ thì lên thẳng trang web của cổ đọc luôn, nó cũng có rất là nhiều thứ tự tự như này, tất cả những cái nhà kinh doanh họ đều có một cái ý tự tự như nhau, nên là mình sẽ đương nhiên là mình sẽ phải lấy từ nhiều nguồn khác nhau, mà cách tốt nhất để tóm gọn nhất để không phải mang đi nhiều là mình lên thẳng trang web của cổ kinh doanh mình đọc, hoặc là mình lên trên mạng mình vô những cái blog của những nhà kinh doanh khác nhau mình đọc luôn cho nó lẹ, thì mình đã nắm được ý rồi, và mình thấy là mình có thể lên được nhiều nguồn khác nhau để đọc nên không nhất thiết phải giữ lại nó. Mình sẽ gửi tặng người tối giản. Đây là của Phạm Quỳnh Giang, tức là nói về hồi đấy mình không có biết tối giản là gì, hồi đấy cái phong trào tối giản nó bùng lên rất là nhiều, thì mình không có đủ kiến thức để mà mình em hiểu là tại sao lại tối giản, tại vì đa số ở trên mạng người ta sẽ up hình lên, nhưng mà mình không hiểu, mình coi thì mình cũng không hiểu, nên là mình mới quyết định là mình sẽ mua một quyển sách về để mình đọc, thì mình mới hiểu là tối giản cũng nghĩa là bạn là sống giống như một cái người khác, là bạn sẽ nó dài sử dụng những cái đồ mà nó có công dụng một mà trong bay á, đó kiểu vậy. Thì cái quyển này mình đọc mình cũng đã thông rồi, nên là mình sẽ gửi tặng. Mấy cái này thì trên mạng không thiếu, mấy quyển này cũng vậy. Đây, cái này là hồi đầu tiên luôn á, lúc mà mình vừa mới chuẩn bị bắt đầu bước vào cái đảng á, là nổ lên cái phong trào lập bản đồ tư duy cây rồi gom hết, nhưng mà về sau mình thấy không cần thiết mình biết tư duy là trong đầu mình có thể viết ra xong mình này luôn cho nó lẹ. Quyển này là do mình coi chương trình của TED nhiều quá các bạn, nên là mình thấy là nó cũng rất là hay, nhưng mà thực ra cái này nó là văn phong của nước ngoài, mình đọc ngoài không hiểu, nên là mình quyết định mình coi trên video luôn, mình không có cần phải đọc lại nữa, coi nghe được tiếng Anh vừa coi được hình ảnh, là mình thấy cái TED này nó ra rất là nhiều, nên là mình tải cái TED về rồi mình coi vậy đó, mình sẽ gửi lại. Đây, chủ đề cũng về thiền. Mình giờ này mình hay nghe minh niệm, nên là mình thấy là tất cả đều giống như nhau. Và nhiều khi mình cũng mệt đấy, nên là cũng muốn gửi tặng luôn. Okay. Thì nói chung là mua sách thì ai cũng thích mua sách thôi, nhưng mà đến một cái lúc nào đó mình đã thấm hết được những cái ý ở trong cái quyển sách đó rồi, thì mình không cần để những cái ý đó nữa, và mình cần phải biết thêm một cái khác nữa, thì lúc này là cái lúc mà mình sẽ trao tặng một câu gì đó lên miệng, đúng không? Mình sẽ
bỏ cái thùng. Nhưng mà mình phải nói nhiều lắm, mình chuẩn bị một cái thùng to như thế này là sao cứ vô hết được cái thùng này. Thùng nó quá to so với lại cái kích thước của cái số lượng này. Có lẽ là mình cũng phải cắt cái thùng này ra cho nó vừa với lại cái đống sắt này cho nó lại thôi. Ok, chỉ như thế thôi. Và bây giờ sẽ là mình phải cắt thùng xong rồi đóng cái này vô. Nhưng mà khi mình đi gửi thì mình sẽ phục một cái bịch ở ngoài để không có cái thùng ấy. Mình cũng sẽ suy nghĩ xem coi một vài cái tài liệu mà mình không dùng tới mình nên gửi thì mình sẽ coi cái tài liệu gì mình không dùng tới mình sẽ gửi. Cái này gì nhỉ? Nó chỉ chính một thùng thôi. Thấy nó thì bây giờ mình thấy là mình có còn cái tài liệu thì mình sẽ suy nghĩ xem coi là mình có bỏ nó vào trong này không. Xong rồi nếu mà mình bỏ mình sẽ đóng lại và mình kiếm cuộn băng keo để cuộn chung. Bây giờ không đi ngoài được, băng keo không tìm thấy nữa. Tranh thủ buổi chiều nhé. Đây đó, mình uống thêm một chút sữa. Cái này là cà phê nước hai các bạn, cho các bạn bỏ vào trong cái khay này cho nó đông. Mình mới bỏ vào hồi sáng nhưng bây giờ nó đã đông rồi. Khay sau khi các bạn sử dụng nó sẽ như thế này, nhưng mà bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng những cái ngăn này để mà mình đổ cà phê vô. Cái này là cà phê nước hai, nó rất là loãng các bạn. Những cái ngăn này khi mà mình sử dụng nó xong thì chắc chắn một điều là mình phải rửa nó thật sạch, không nó sẽ bị ố vàng các bạn. Sức mạnh của cà phê rất là ghê gớm. Rồi, còn cái sữa này thì mình sẽ đổ sữa này vào đây, xin cho viên đá này vào đây. Mình cần phải có một cái kéo. Đây. Kinh nghiệm cho ngày hôm qua là mình sẽ không có sử dụng cái ống hút này nữa. Nó sẽ có vị cà phê nha các bạn, cũng sẽ rất là ngon. Các bạn thấy không? Giờ mình đi cất cà phê, vứt rác. Các bạn nhìn nè, các bạn có nhìn thấy không? Nó ngon hơn cà phê ngày hôm qua mình làm. Hôm qua mình làm cà phê thì mình cho nhiều cà phê hơn sữa nên uống cho bị chóng mặt. Hôm nay thì là cái đá này tan ra nó có vị cà phê thôi, uống nó cũng sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ cho em mình uống thử coi nó có thích không nha. Nhím. Uống thử cho cảm nhận nha. Có một vị cà phê á. Uống được không? Được. Mấy điểm? 10. Tại vì nó là trẻ con ấy nên là mình rất là sợ tụi nó không quen uống xong rồi nó sẽ bị chóng mặt ấy. Nên là buổi chiều nay thì chiêu chiêu ở góc nhà thôi. Chẳng biết tụi trẻ con thế nào chứ. Mình thấy là bây giờ ra nắng quá. Nội dung video này hôm nay ngắn gọn chỉ tới đây thôi. Mình đã đóng xong sách để mà đem đi gửi rồi. Còn về phần tài liệu thì mình sẽ kiểm tra lại coi tài liệu nào mà mình không dùng tới thì mình cũng sẽ đem cho. Và buổi chiều nay thì sẽ chiêu chiêu ở sân nhà rồi chơi mấy đứa em mình. Để mình chờ các bạn coi nè. Trời ơi, mà nhỏ mình còn không leo như vậy luôn đấy. Với lại ở nhà mấy ngày nay mặt mọc cũng có chơi nhiều luôn. Thì hy vọng là các bạn thích video của mình. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy để lại một like và một subscribe nha. Chào tạm biệt các bạn, hãy kết nối với mình trên Instagram, mình sẽ để link ở đây. Bye bye.